Thời gian qua, thành phố Châu Đốc đã tập trung thực hiện nhiều phần việc để xây dựng thành phố xanh sạch đẹp văn minh. 6 tháng đầu năm 2021, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Châu Đốc phối hợp với đội quản lý trật tự đô thị tổ chức 224 cuộc thanh tra kiểm soát lập lại trật tự văn minh đô thị. Nhằm lập lại trật tự đô thị văn minh, xanh sạch đẹp đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Châu Đốc phối hợp với đội quản lý trật tự đô thị tổ chức thanh tra kiểm soát. Qua tuần tra giải tỏa, nhắc nhở 9.778 trường hợp mua bán lấn chiếm lòng lề đường dĩa hè, hỗ trợ công an phường cho phú A, công an phường cho phú B, xử lý 78 xe gắn máy, đậu đổ dưới lòng đường. Trong quá trình tuần tra, Tổ công tác đã tiến hành xử lý 120 trường hợp, nhắc nhở 1.076 trường hợp dừng đổ xe và sử dụng xe đẩy mua bán lấn chiếm lòng lề đường, dĩa hè trên địa bàn thành phố. Đồng thời, các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong việc giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, Bên cạnh đó, thường xuyên ra quân lập lại trật tự mua bán trên các tuyến đường, kiên quyết xử lý đối với các hộ kinh doanh cố tình vi phạm, từ đó ý thức của người dân được nâng lên, trật tự mua bán trên địa bàn thành phố ngày càng đi vào nền nếp